vâng ừ, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn hiện tại thì diễn ông kính đang quay cho quý vị và các bạn cùng xem qua cái quy trình bắn keo của công ty chúng tôi đây là một cái quy trình rất là quan trọng để cho ra một cái sản phẩm cửa nhôm sinh pha chất lượng từ khâu sản xuất đến cái khâu nắp đặt quý vị có thể thấy đây là cái đường keo tạo nên một cái thẩm mỹ rất là đẹp cho cái bộ cửa đó, bởi vì là nếu mà người thợ không có kinh nghiệm mà bắn được những cái đường keo đen như thế này mà nó không không đều đặn và nó không đẹp thì nhìn cái bộ cửa rất là xấu. Đó. Quý vị có thể thấy cái đường keo của công ty chúng tôi bắn trên những cái bộ cửa thì về cái kích thước của đường keo thì chúng tôi luôn luôn bắn những cái đường keo to để đảm bảo về cái độ thẩm mỹ và cái thứ hai là đảm bảo về cái độ chắc chắn. Nếu mà đường keo chúng ta không không đủ to thì nó sẽ không được chắc chắn và không được đẹp. Đó, quý vị có thể thấy đường kèo nhìn rất là chuẩn chỉ và chính xác. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đó, đây là cái quy trình bán kèo của công ty chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị.